Rồi chúng ta nhanh chóng anh chị nha, bao trong số anh chị trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã cùng với tối đúng không ạ? À, quay lại nhóm học tập của mình, à, gieo cũng như mình đã gieo nhân cho những người bạn của mình à, tham gia buổi đêm tối ngày hôm nay đúng giờ. À, thì các anh chị của mình số 2.000 à. à, bao trong số anh chị đã làm gương và truyền cảm hứng à, cho những người bạn của mình thông qua cái việc à, chúng ta quay lại nhóm học tập và nhắn tin vào trong nhóm à, kêu gọi những người bạn của mình vào dung rồi các anh chị của mình số 2.000 nha. Đúng rồi các anh chị à, chúc mừng cho tất cả các anh chị ấy, chúng ta có mặt đúng giờ cũng như là đã có mặt trong phòng dung số 1 anh chị à, với uh, số thành viên là 1.000 người đúng không ạ à, và ban tổ chức cũng đã hỗ trợ chúng ta có phòng dung số 2 rồi à, các anh chị sẽ nhận được cái đường link dung à, phòng dung số 2 từ những người bạn của mình anh chị nha à, và chúng ta à, nhớ là ra quyết định anh chị là mình có mặt đúng giờ và có mặt trong phòng dung số 1 được không ạ? À, bao trong số anh chị chúng ta nghĩ rằng là dạ À, mình có mặt trong zoom số 1 à, mình ra quyết định cho anh chị ơi. À, bắt đầu từ bây giờ cho đến hết cái chu kỳ này là à, 25 ngày tiếp theo các anh chị comment số 2000 đi ạ. Vâng rất là tuyệt vời anh chị nha. Rồi và bao trong số anh chị trong ngày hôm nay à, chúng ta tiếp tục rèn luyện cái thói quen đó chính là làm chủ suy nghĩ của mình luôn hướng tới những cái điều mình muốn, tập trung vào cái kết quả mình mong muốn. À, mục tiêu tài chính 30 ngày của mình và làm chủ cái lời nói của mình cái ngôn từ lựa chọn những cái ngôn từ để mình giúp cho mình gia tăng tài sản thu hút tiền cũng như mình bắt mình bắt đầu mình ứng dụng uh, sức mạnh tính thức và luật hấp dẫn vào trong những cái mục tiêu hàng ngày của mình uh, trước khi mà chúng ta làm bất kỳ việc gì á chúng ta cũng đều ra quyết định cái kết quả mà chúng ta mong muốn nhận được trước khi chúng ta hành động thì các anh chị comment mình số 3 nghìn anh chị nha uh, rồi rất là tuyệt vời luôn. các anh chị nhớ là uh, rèn luyện À, liên tục anh chị cái việc là làm chủ suy nghĩ là nó và hành động của mình à, trước khi à, tập trung vào những cái điều mà chúng ta mong muốn anh chị nha để mà sao anh chị bởi vì à, làm để mà chúng ta khi mà chúng ta làm chủ được suy nghĩ là nó và hành động của mình cũng như cảm xúc của mình anh chị là chúng ta đang làm chủ cuộc đời làm chủ cuộc đời của mình rồi đó và chúng ta hãy dành nhiều thời gian anh chị nha để tập trung vào mục tiêu tài chính 30 ngày của mình được không ạ à, bao trong số anh chị trong ngày hôm nay mình đã hình dung ít nhất hai lần ở cái bức tranh mục tiêu tài chính 30 ngày của mình rồi các anh chị comment số 4.000 đi anh chị ơi ít nhất là hai lần nha nhiều hơn điều mà được bởi vì sao anh chị những cái điều gì mà các anh chị cứ nghĩ đi nghĩ lại anh chị hình dung mình trong tâm trí mình càng nhiều ấy anh chị nghĩ đến càng nhiều thì tiềm thức sẽ biết được rằng đây là cái điều mà các anh chị đang muốn ưu tiên đạt được đầu tiên à, muốn ưu tiên đạt được đầu tiên anh chị nha Wow chúc mừng nha Bao trong số anh chị chúng ta đã vượt mục tiêu tài chính 30 ngày của tháng 9 rồi Các anh chị có thể comment không chắc Tôi giúp tối luôn ạ à. Wow chúc mừng tất cả anh chị không ạ à, Cả phòng Dương chúng ta hãy chúc mừng Cho những anh chị vượt mục tiêu tháng 9 à, Trong ngày hôm nay nha Để sao ạ à, Người tiếp theo là mình Ăn mừng thành công của những anh chị thành công Giống như là thành công của mình thì sao anh chị ơi Tiềm thức thì không phân biệt được đây là thành công của ai. À, khi chỉ cần thấy chúng ta ăn mừng thành công rồi chúng ta à, cảm thấy thích thú với điều đó, anh chị hào hứng với điều đó, cảm thấy hạnh phúc về điều đó, thì sao anh chị? Thì mình sẽ, tiềm thức sẽ giờ cho chúng ta giờ biến mọi điều trong tâm trí của mình trở thành hiện thực anh chị nha. Bởi vì nó không biết được rằng đây là, đây là gọi là cái kết quả bên ngoài hay là một cái hình ảnh bên trong tâm, tâm trí thôi thì nó không có biết. À, tuyệt vời đúng không ạ? Vâng, chúc mừng tất cả anh chị ạ. Và anh chị nhớ là gì ạ? tình yêu thương anh chị tình yêu thương anh chị nha chúng cái việc mà làm chủ cảm xúc của mình ấy chúng ta cần phải biết được một cái điều đó chính là tình yêu thương chính là cái tần số cảm xúc mạnh nhất À, tình yêu thương chính là cái tần số cảm xúc mạnh mạnh nhất anh chị à, cho nên là tại sao một số anh chị nói như vậy nè À, có một số anh chị nói là sao ạ? À? À, khi mà mình ứng dụng sức mạnh cảm thức ấy Thì lúc có lúc không à, Lúc hiệu quả lúc không hiệu quả nha Thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị cái điều này là gì ạ? À? À, lực hấp dẫn giống như là à, Lực hút của trái đất đó anh chị Giống như lực hút của trái đất vậy đó à, Khi mà tôi cầm à, Cái ly này trên tay đúng không ạ à? à, Cầm một cái ly đi anh chị ha Và tú à, gọi là gì à? Buông cái tay ra đúng không ạ? À? À, cầm cái ly này ở trên một cái vị trí rất là cao Và sau đó tôi buông tay ra thì cái ly nó sẽ sao anh chị dạ vâng nó sẽ rơi xuống nó sẽ rơi xuống anh chị nha vậy thì nếu tôi cầm nó ở một cái nơi khác ở một cái quốc gia khác thì nó có rơi xuống không ạ bây giờ tôi đang cầm ở việt nam thì nó rơi xuống thế ngày mai cầm đi sang bên à, bên à, bên châu đi và cầm cái ly cao và thả từ trên một cái độ cao cái ly từ trên cao à, thả xuống buông tay ra thả xuống thì theo anh chị này nó có rơi không ạ có anh chị À, lực hấp dẫn nó cũng giống như lực hút của trái đất anh chị nha là nó sẽ không có sự sai biệt anh chị nó chính xác 100% mỗi suy nghĩ và mỗi cái cảm xúc của chúng ta được lặp đi lặp lại nhiều lần là vũ trụ anh chị ông đèn thần ấy ông đều ghi lại hết thông qua lực hấp dẫn anh chị nha sẽ thu hút về cho chúng ta những cái điều chính xác như vậy các anh chị nhớ nha, mỗi suy nghĩ và mỗi cảm xúc của chúng ta khi mà chúng ta chúng ta cho đi ra ngoài vũ trụ và chúng ta cứ lặp đi lặp lại nó nhiều lần thì sao ạ? À? Thì vũ trụ đều ghi lại hết. Và thông qua luật hấp dẫn sẽ thu hút về cho các anh chị chính xác cái điều mà các anh chị đã nghĩ đi, nghĩ lại, cảm nhận đi, cảm nhận lại anh chị. Cho nên là trong anh chị biết không ạ? À? Trong cái việc ứng dụng luật hấp dẫn ấy thì cảm xúc của anh chị nó rất là quan trọng. Nha anh chị nha. Khi mà ứng dụng luật hấp dẫn ấy, để mà các anh chị có thể thu hút được cái nguồn lực đến với mình ấy, càng nhanh thì cảm xúc của chúng ta nó giống như một cái nhiên liệu ấy. nó giống như một cái nhiên liệu anh chị giống như là bây giờ các anh chị có một cái tên lửa đi bây giờ cái để mà phóng tên lửa bay lên bầu trời thì chúng ta cần phải có cái nhiên liệu thì vậy thì luật hấp dẫn cũng như thế anh chị trên cái hành trình để mà các anh chị đạt được cái điều mà các anh chị mong muốn bằng luật hấp dẫn ấy, thì cần phải có được cái cảm xúc à, chúng ta phải có một cái tình yêu với cái mục tiêu của mình mình phải có một cái tình yêu với cái tình, với cái mục tiêu của mình anh chị nha. Khi anh chị nghĩ về cái mục tiêu của mình ấy, anh chị phải có được cái sự khát khao cháy bỏng. Khát khao cháy bỏng anh chị. Với cái mục tiêu của mình, cảm xúc ở đây có nghĩa là khi có nghĩa là anh chị phải biết được cái mục đích. Gọi là mục đích mà lớn lao, vì sao mà mình mong muốn đạt được cái mục tiêu đó. Lý do đủ lớn. Có nghĩa là khi mà chúng ta nghĩ về là mình có một cái cảm xúc rất là mãnh liệt anh chị. Là vì sao mình mong muốn mình đạt được cái mục tiêu đó. Mình trở nên thành công và giàu có là vì ai? Đúng không ạ? Lý do tại sao anh chị nha? Vì chính cái lý do tại sao gọi là để mình có được cái sự thành công và giàu có đó cái lý do tại sao mình phải có được nó nó sẽ, giúp, nó sẽ giúp cho các anh chị có được cái cảm xúc cái chìa khóa để chúng ta ứng dụng là hấp dẫn thành công anh chị đó chính là chúng ta phải có cảm xúc với mục tiêu của mình. Còn nếu mà các anh chị đặt ra cái mục tiêu mà các anh chị đạt được thì đạt được còn không đạt thì thôi. Thì khả năng là không đạt được đâu anh chị. Ví dụ bây giờ các anh chị muốn đạt được cái mục tiêu tài chính 30 ngày tháng 9 này của mình nè. Anh chị đặt ra cái mục tiêu con số lợi nhuận là bao nhiêu ạ? À? à Ví dụ 100 triệu đi. Vậy thì 100 triệu đó để làm gì ạ? À? Để làm gì anh chị? Có thể là các anh chị muốn là mình... Uh, tiết kiệm tiền mình trả cho mình trước để gì à? cuối năm nay mình xây nhà cho bố mẹ mình ở quê hoặc là các anh chị thấy là gì à? uh, các anh chị khao khát trở nên thành công và giàu có là để làm gì à dạ vâng để cho con cái của mình có một cái môi trường sống và học tập tốt hơn hay là các anh chị muốn trở nên tự do về tài chính để sao à để các anh chị phụng dưỡng báo hiếu cho bố mẹ của mình cho vợ của mình hoặc là cho con của mình có một cái nơi sinh hoạt học tập làm việc À, tốt hơn. Nghĩa là cái mục tiêu 30 ngày đó nó phải gắn liền với một cái uh, lý do anh chị nha. Được mà Phải có một cái lý do với cái mục tiêu đó. Thì khi mà mình nghĩ về anh chị, nghĩ về cái lý do mà gắn liền với cái mục tiêu của mình đi. Thì cái lý do càng lớn nó sẽ, sẽ giúp cho các anh chị cảm xúc càng mạnh liền. Như một số anh chị đi là mình muốn có cái nguồn lực để mình vào trong nhóm rèn luyện doanh nhân đúng không? Thì cái lý do vì sao mà các anh chị muốn vào cái nhóm rèn luyện doanh nhân? Lý do là gì ạ? Các anh chị muốn theo dõi cuộc sống. Các anh chị muốn học cái cách kinh doanh thành công. Các anh chị muốn có nhiều khách hàng hơn và nhiều khách hàng hơn là đơn giản là mình có nhiều tiền hơn, dân số mình lớn hơn thì mình có nhiều tiền hơn. Vậy thì chung quy là mình vẫn về muốn về có nhiều tiền để mình giàu anh chị. Để mình gì ờ, nâng cao chất lượng cuộc sống mình lên. Đúng không ạ? Đấy. Thì các anh chị phải gắn liền được cái cái lý do vì sao mà các anh chị muốn đạt được cái mục tiêu đó để làm gì? Chứ nếu không các anh chị nói là từ vũ trụ ơi cho tôi nguồn lực vào nhóm rèn luyện doanh nhân với xong không có nói gì hết anh chị không có thủ thủy to nhỏ và cũng không có tâm sự với vũ trụ chính cái lý do anh chị mà các anh chị ngồi các anh chị biết ra chính là cái giây phút mà các anh chị tâm sự cho vũ trụ tâm sự với vũ trụ anh chị giống như mình anh chị nhớ ngày trước không ạ ngày xưa mà các anh chị hồi 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 xưa mà khi mà chúng ta còn bé mỗi lần mà mình muốn về mình xin bố mẹ mình mua mua cho mình một cái món đồ gì đó, dạ bợ giờ mình bắt đầu mình làm nũng anh chị, bằng cách là mình hay uh, giận lẫy. À, mình nói những câu nói như là gì à, nhà người ta có nhà mình không có hay là anh chị nói gì à? mẹ ơi con rất là thích mua cái món đồ chơi đó, bởi vì có món đồ chơi đó con sẽ giờ uh, giải trí và con sẽ rất là vui và và khi con vui con sẽ học tập tốt hơn có phải không ạ? À? Ngày xưa mà tôi muốn xin mẹ tú tiền để mua chuyện tranh nên chị ngày xưa rất là thích chuyện Doraemon nên chị nha. Hầu như là tôi có cả bộ full bộ chuyện Doraemon mà chuyện ngắn chuyện dài luôn ấy. Là mỗi lần mình xin tiền mà ba mẹ mình mua chuyện Doraemon thời điểm đó là 5.000 một quyển là cũng là nhiều ấy, anh chị. Những cái năm 2000 là nhiều mà. xong mỗi lần về sinh thì mình hay nói là tại vì hồi đó mình học giỏi mà. Rồi nếu bây giờ con được đọc truyện thì con sẽ có thêm gọi là vui hơn và khi con vui hơn học sẽ tập trung hơn và kiểu thế à, mình về mình xin anh chị xong rồi cứ cho mình tiền đấy ừ, thì giống như cái việc mà các anh chị em nói cái lý do vì sao các chị muốn đạt cái mục tiêu đó à, thông qua cái việc các anh chị cầu nguyện thông qua cái việc là các anh chị hình dung tưởng tượng hay các anh chị đặt hàng vũ trụ ấy. chính là cái giây phút mà các anh chị đang giao tiếp cũng như tâm sự với vũ trụ anh chị và cái mục tiêu của các anh chị là phải gắn với cái lý do rất là lớn anh chị ha. Khao khát lý do càng lớn thì các anh chị càng nhanh đạt được mục tiêu của mình. Tại vì chính cái lý do anh chị nó sẽ tạo ra cái cảm xúc. Và chính cái cảm xúc ấy mà mãnh liệt và cao đó anh chị, nó càng cao nó càng mãnh liệt bao nhiêu thì sẽ càng thì nó sẽ giúp kích hoạt tiềm thức của mình. À, lý do càng lớn, cảm xúc càng mạnh mẽ thì mình đạt mục tiêu càng nhanh. Nha anh chị nha. Và lý do mà càng lớn ấy sẽ giúp mình vượt qua những cái điều mà không thuận lợi một cách rất là dễ dàng. Còn nếu như mà lý do của mình để mà mình đạt cái mục tiêu đó nó không có đủ lớn anh chị kia mà các anh chị gặp thách thức ấy các anh chị sợ và các anh chị giờ không có dám tiến như phía trước. Các anh chị lùi lại một bước hoặc là mình đi con đường khác. Đúng không ạ? Và có ba cái yếu tố ấy, anh chị nha ba cái yếu tố giúp cho các anh chị biến mọi điều bên trong tâm trí của mình trở thành hiện thực à, có ba cái yếu tố sẽ giúp cho sẽ biến sẽ giúp cho các anh chị biến mọi điều bên trong tâm trí của mình trở thành trở thành hiện thực anh chị ghi lại nha Số một, Yếu tố thứ nhất anh chị Là mình phải có một cái mục tiêu rõ ràng Yếu tố số 2 Là mình cần phải có sự kiên nhẫn Và yếu tố số 3 Là mình có một cái niềm khao khát cháy bỏng Nghĩa là mình phải có một cái khao khát Mà mình phải đạt được anh chị Là bằng một cách là mình phải Khao khát đó nó gì Là cái khao khát là mình phải đạt cái mục tiêu đó cho bằng được ấy. và chính ba cái yếu tố này anh chị nha sẽ giúp cho các anh chị giờ đạt được cái mục tiêu của mình biến cái mục tiêu của mình anh chị trở thành sự thật nha anh chị nha những cái mục tiêu của mình ấy khi mà anh chị đặt ra các anh chị hãy tự hỏi chính mình là cái lý do vì sao mà các anh chị muốn đạt được cái mục tiêu này để làm gì vì ai Giống như cái việc mà uh, chúng ta khao khát được thở anh chị. À, nếu mà bây giờ có một ai đó đi. họ à, Tôi ví dụ thôi nha. À, có bây giờ nếu mà có một ai đó đi. Mà họ nhấn đầu mình đi xuống, họ nhấn đầu mình xuống nước đi. Thì cái điều mà các anh chị đang mong muốn uh, ngay thời điểm hiện tại lúc đó là gì? Ngay cái thời điểm hiện tại bây giờ nếu mà chúng ta đang bị nhấn đầu xuống nước. Thì điều mà chị anh chị khao khát nhất trong cái giây phút đó là gì? Dạ vâng được thở. Họ giờ được thở ra Tính tiếp Bây giờ phải được thở ra Tính tiếp anh chị nha Vâng Muốn được thở Thì đối những mục tiêu của mình cũng như thế anh chị Khi anh chị đặt ra những cái mục tiêu của mình Thì anh chị cũng phải khao khát Như cái việc mình khao khát được thở Giống như là mình chỉ có một cái con đường duy nhất là mình phải làm sao cho hoàn thành mục tiêu của mình. Đúng không ạ? và cái yếu tố thứ hai là yếu tố kiên nhẫn cũng rất là quan trọng anh chị nha người thành công là người không bao giờ bỏ cuộc còn người bỏ cuộc là người không bao giờ thành công khi mà tú hiểu về sức mạnh chậm chạp và sự hấp dẫn anh chị và tú phát hiện ra một cái điều một cái bí mật là lý do tại sao những cái người thành công và giàu có trên thế giới họ lại tạo ra và cũng như họ tích lũy được cái khối tài sản rất là lớn họ tạo ra và họ tích lũy được cái khối tài sản rất là lớn anh chị nhỉ và tất cả họ đều có một cái điểm chung đó chính là gì ạ họ rất là kiên nhẫn và trung thành với mục tiêu của mình họ rất là kiên nhẫn và trung thành với mục tiêu của mình luôn nghĩa là cái mục tiêu đó phải là cái mục tiêu mà họ phải đạt được trong cuộc sống ấy. có nghĩa là họ có thể dành cả cuộc đời để đạt được cái mục tiêu đó bởi vì nếu không đạt được thì họ cảm thấy là sẽ uh, thất bại anh chị cảm thấy là mình sẽ không có thành công ấy. và đó với những người những người thành công anh chị nha là khi mà họ nói hoặc họ tuyên bố một cái điều gì đó thì như đinh đóng cột vậy đó giống như đinh đóng cột á đó, anh chị và sự kiên định đó nó được thể hiện qua cái gương mặt và hành động của họ luôn là chỉ có một con đường thôi là phải làm được anh chị phải trở thành sự thật tại vì họ biết được rằng là luật hấp dẫn là gì ạ cái gì có bên trong cái gì có trong đầu thì cái đó sẽ có trên tay và họ tin chắc là gì ạ chắc chắn sẽ làm được thôi quan trọng là họ biết được rằng họ phải có sự kiên nhẫn anh chị nhỉ sự kiên nhẫn sự trung thành sự kiên định với mục tiêu của mình thì cỡ nào họ cũng đạt được anh chị chỉ cần chúng ta đừng bỏ cuộc và đừng bao giờ thay đổi nếu mà tôi hay chia sẻ các anh chị nha bây giờ các anh chị có hai sự lựa chọn nếu anh chị đặt ra một cái mục tiêu là cuộc sống mình trở nên tốt hơn thành công hơn giàu có hơn và hạnh phúc hơn thì cái mục tiêu đó nó nằm ở đây nha. mà chúng ta đang ở đây thì bây giờ một là các anh chị phải kiên nhẫn và phát triển bản thân mình lên mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày để bằng những cái mục tiêu của mình và khi mình bằng mục tiêu của mình thì mình sẽ gặp mục tiêu của mình thôi mình đạt được mục tiêu của mình hai bây giờ mục tiêu mình ở đây và các anh chị ở đây thế nếu các anh chị cảm thấy là nó khó quá bản thân mình đạt được cũng được không được thì thôi các anh chị hạ mục tiêu xuống đi cho nó bằng với cái giá trị của mình thì coi như mình không cần phải cố gắng nữa một là các anh chị thay đổi mục tiêu hai à, các anh chị hay đổi chính mình anh chị chọn cái nào mà chọn cái nào cũng đúng anh chị nha chọn hay đổi mục tiêu hay chọn hay đổi chính mình cái nào cũng đúng hết trơn chỉ là quan trọng cái cảm xúc của cái nào nó sướng hơn thôi bây giờ hay đổi mục tiêu mình sẽ tiếp tục sống một cuộc sống mà mình đã từng muốn thoát ra anh chị thì quay về với cuộc sống mà trước đây các anh chị từng muốn thoát ra đấy cái cuộc sống mà 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 mà, mà không có thành công về tài chính sức khỏe mối quan hệ còn nếu mà chúng ta gì thay đổi chính mình anh chị thì chúng ta sẽ có được những điều mà người khác chỉ mơ ước thôi. Nên là nếu mà các anh chị vẫn kiên định trung thành với cái mục tiêu của mình, kiên nhẫn với cái mục tiêu của mình thì rồi con đường sẽ xuất hiện anh chị nha. Chứ bây giờ trên hành trình mình đi đi. Bây giờ các anh chị hay đổi mục tiêu ấy anh chị nghĩ rằng là do mục tiêu cao quá lớn quá mình không làm được à, nên thôi mình thay đổi mục tiêu à, chắc chắn là không là coi như là các anh chị có thay đổi chẳng giờ gì chăng nữa thì mình vẫn đã tạo cho mình mình một cái thói quen đó chính là gì không làm tới nơi tới chốn thì bây giờ anh chị có đổi mục tiêu khác đi chăng nữa thì chúng ta cũng không làm được cho anh chị nha đúng rồi không nhất quán và mình đã hình thành nên cho mình một cái thói quen đó chính là không có nhất quán thì khi mình gặp những cái mà nó thử thách tại vì anh chị phải hiểu như vậy nè những cái điều mà các anh chị đặt ra mục tiêu anh chị đặt ra nó đều là những cái mục tiêu mới và khi mục tiêu mới thì sao anh chị thì nó cần cái thời gian để các anh chị phát triển cái giá trị nào tại của mình lên bằng với cái mục tiêu đó thì các anh chị mới đạt được mục tiêu nó mới gặp nhau trên đây mình mục tiêu ở đây mình ở đây nè phát triển lên bằng nhau thì nó mới gặp nhau được nhưng mà một số anh chị là không hiểu cái xong cứ nghĩ rằng mục tiêu này chắc không dành cho mình đâu cái xong các anh chị gì? À? thay đổi thay đổi đổi mục tiêu khác hoặc là thay đổi cái uh, bé nhỏ mục tiêu lại nhưng cuối cùng uh, khi mình gặp một chút thử thách mình cũng bỏ cuộc anh chị tại vì sao đơn giản thôi mình đã tạo cho mình cái thói quen là gì à? là làm không có tới nơi cứ gặp khó là khó có bỏ qua vâng khó có bỏ qua nhưng nếu các anh chị vẫn giữ vững mục tiêu của mình nha anh chị học tập phát triển theo những gì câu lạc bộ chia sẻ và kiên nhẫn anh chị. Kiên nhẫn một đích tính của tất cả những người thành công trên thế giới nha. Vì họ biết được rằng khi họ có sự kiên nhẫn và họ có được cái sự xác quyết với mục tiêu của họ thì luôn luôn có cái con đường để họ hoàn thành mục tiêu. Vũ trụ luôn giúp cho họ hoàn thành mục tiêu anh chị. Đây là điểm chung của tất cả những người thành công và giàu có trên thế giới mà mà trong quyển sách này cũng ghi hết trơn ấy và khi mà tôi đi học á ở các cái lớp phát chị bản thân ấy ở nước ngoài ở trong nước thì đều tất cả những người thành công anh chị nha, đều nói như thế. À, cho nên nếu mà chúng ta mà à, những anh chị nào mà chúng ta chưa có cái đức tính là uh, kiên nhẫn anh chị thì mình hãy ra quyết định đi ạ. Tôi có đức tính này, tôi có tư duy này. Và hãy bắt đầu ứng dụng nó vào trong từng mục tiêu của mình anh chị nha. điều ạ và chính bởi vì tú đã ra quyết định là mình có cái đức tính này, mình có cái tư duy này anh chị. Tại vì ngày trước thì tú cũng là một cái người không có đủ kiên nhẫn đâu anh chị nha. Một cái người rất là bột trực cái nghĩa là có cái kiểu như là không có kiên nhẫn anh chị, rất là nóng vội. À, nhưng mà khi mà tú uh, uh, cầu nguyện uh, cái đức tính này để mình có cái đức tính này và cũng như mình đưa bức tranh thôi miên và mình tuyên bố mỗi ngày mình rèn luyện từ những cái việc nhỏ, mình kỷ luật, mình kiên nhẫn, thì dần dần anh chị nha. Khi mà tú gặp, uh, khi mà tú kinh doanh anh chị uh, gặp những vào những cái lúc mà không thuận lợi diễn ra, thì tú vẫn đã gì ạ? Uh, khi mà tú bắt đầu ứng dụng cái đức tính kiên nhẫn, thì sao anh chị biết không ạ? Uh, một cái điều rất là tuyệt vời chính là gì Những cái điều vi diệu và những cái phép màu, màu nhiệm sẽ đến với tú trên cái hành trình của mình đi khi mà mình không có bỏ cuộc anh chị mình vẫn nhất quán vẫn kiên nhẫn với cái mục tiêu của mình cái là mình có thể thay đổi thay đổi chiến lược chiến lược nhưng mục tiêu là không được thay đổi anh chị nha mục tiêu của tôi là gì đó chính là sống một cuộc sống thành công giàu có hạnh phúc khỏe mạnh có dư giả tài chính để báo với hiếu cho bố mẹ và dư giả cái tài chính để mình có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn và có thể trao giá trị giúp đỡ cho những cái người thân của mình và cho những người xung quanh mà mình yêu quý giúp đỡ thật nhiều người anh chị và trở thành con người có giá trị cái thử thách lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta anh chị hai đó chứ không phải là tiền đâu không phải là cái vị đi kiếm tiền đâu anh chị nha mà đó chính là trở thành con người có giá trị năm 2018 khi mà tôi nghe ngài Jim Rohn nói cái câu này là tôi không có hiểu đâu ngài ngài có nói rằng là gì cái thử thách lớn nhất của cuộc đời của mỗi con người không phải là đi kiếm tiền mà chính là trở thành con người có giá trị cho nên là lúc lúc đó anh chị khi mà tôi biết được điều đó thì tôi đã đặt ra cái, cái mục tiêu gì vậy? là mình phải tìm ra được một cái con đường nào đó mà mình có thể gì bản thân mình vừa thành công à, báo hiếu cho bố mẹ nè mình còn có thể giúp được nhiều người và trở thành con người có giá trị anh chị và truyền cảm hứng cho thật nhiều người Ừ. và khi mà mục tiêu mình nó vẫn kiên định ở đó anh chị nha mình không bao giờ thay đổi mục tiêu chỉ thay đổi cách làm thôi thì sao ở trên hành trình tôi đi có những lúc mình gặp những điều không thuận lợi nhưng sao ạ à nhưng mà tôi đã gì ạ kiên nhẫn và kiên định nhất quán mục tiêu đó thì phép màu xảy ra anh chị khi mà mình đứng giữa những cái điều không thuận lợi anh chị một cái sự việc không thuận lợi nhưng vẫn xác quyết là mình đạt được cái mục tiêu thì ngay lập tức anh chị nha phép màu xuất hiện cỡ nào cũng đạt được hết trơn khi mà mình thật sự trung thành nha kiên định kiên nhẫn với mục tiêu của mình kiên nhẫn và tiến lên phía trước chứ không phải là kiên nhẫn nhưng mà không làm gì hết nha có nhiều anh chị lạ lắm dạ vâng kiên nhẫn nhưng mà không có làm gì hết trơn không có hành động gì hết trơn sao có chuyện gì xảy ra được chị á, là chị kiên nhẫn với mục tiêu chị lắm thế mỗi ngày chị làm cái gì cái kể cái hành trình làm như bao nhiêu tháng vừa qua làm y chang dạ vâng có sự kiên nhẫn rất tốt nhưng phải thông minh nữa anh chị làm việc chăm chỉ nhưng phải thông minh nha làm vì chăm chỉ thôi chưa giàu đâu ạ à. à, làm việc chăm chỉ nhưng phải thông minh kiên nhẫn và tiến anh phía trước nhạc mới là kiên nhẫn và phải hành động chứ không phải là kiên nhẫn mà không hành động là cũng như không được không ạ à? cho nên các anh chị hãy xây dựng cho mình một cái mục tiêu ba yếu tố anh chị nha thứ nhất là mục tiêu rõ ràng mục tiêu rõ ràng anh chị chúng ta phải có một cái mục tiêu rõ ràng có những cái mục tiêu rõ ràng về 30 ngày 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm, 10 năm. Các anh chị uh, trở thành ai? Lúc đó các anh chị đang ở đâu? Thu nhập bao nhiêu một tháng? Gia đình anh chị đang ở đâu? Bố mẹ anh chị đang như thế nào? Con cái anh chị đang như thế nào? Anh chị đang là ai? Ở trong ngôi nhà như thế nào? Tổng tài sản của mình là bao nhiêu? Mình đang đi xe gì? Cầm túi gì? Đeo đồng hồ gì? mình phải vẽ nên bức tranh của mình phải vẽ nên câu chuyện cuộc đời của mình anh chị nha mình phải tự vẽ nên câu chuyện cuộc đời của mình được chưa phải có mục tiêu rõ ràng và sau đó các anh chị cần phải gì ạ quy đổi những cái mục tiêu đó ra làm hình ảnh hình ảnh anh chị lên google mình search ra ví dụ như là mình sạch ra có cái hình mục tiêu mà mình mong muốn đạt được là hình ảnh gì hay là về sức khỏe nữa anh chị nha mục tiêu phải đầy đủ là về sức khỏe nè anh chị cũng có một cái body như thế nào sức khỏe anh chị đen ra làm sao và bố mẹ anh chị có sức khỏe thế nào à, rồi mỗi tháng là mình chi trả uh, gọi, là, uh, gọi, là, gọi là gọi là những cái dinh dưỡng cho gia đình của mình Tại vì tôi chia sẻ với anh chị nhà hôm trước có một chị nói với tôi ấy. Chị nói là chị có một cái uh, không được khỏe về 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 đầu ấy, nghĩa là chị hay bị nhức đầu ấy. Ngày nào chị cũng tuyên bố là đầu của tôi khỏe, đầu của tôi khỏe. Mà sao nó khỏe được xíu với nó hết khỏe rồi em. Dạ anh chị hình dung như vậy nè. Ý thức là người ra quyết định, anh chị là người ra quyết định là đầu của tôi khỏe. Tìm thức là người thực thi. Thực thi bằng cách nào anh chị biết không? nếu bây giờ các anh chị đã quyết định là đầu anh chị khỏe bây giờ tiềm thức sẽ giúp cho các ý, tìm thức sẽ giúp cho các anh chị à? dạ bây giờ đầu anh chị khỏe được xíu đúng rồi tiềm thức sẽ hưu thú với cho anh chị một cái nguồn lực một cái thông tin hay là một cái một cái người nào đó đến chia sẻ các anh chị làm sao để mình có thể là đầu mình khỏe là mình phải giải quyết từ cái rốc rễ anh chị nha từ cái rốc rễ anh chị cho nên nhiều anh chị nói em ơi sao chị viết vào bức tranh là chỉ có cái body 90, 60, 90 mà sao chị uh, viết hoài, chị hình dung hoài mà chị chưa có. Cái tôi mới hỏi uh, thế đâu chị chia sẻ em tuần uh, chị đi luyện đâu chị kể em nghe coi chị làm chị chị có những cái hành động cụ thể nào để có cái body như thế? Chị nói ủa, chị tưởng em nói là hình dung tưởng tượng thôi là có rồi. Tôi nói ủa, rồi chị nhắm mắt lại chị hình dung mà tiềm thức tới rồi uống nấng rồi bóp lên dùm chị hay sao mà 90, 60, 90 đâu ra tiệm thấp đâu có làm giùm chỉ mang nguồn lực đến thôi ví dụ như nguồn lực tiệm thấp mang đến là gì ạ à? là chị phải đi luyện tập nè à, tập những cái bài tập như thế nào nè dùng những cái gì nè đúng mà có những anh chị mà tôi nghe tôi xong tôi nói trời anh chị hiểu nghe một nhưng mà hiểu có 0.2 à. à người ta nghe một người ta hiểu 10 đâu định nghe một hiểu 10 nhưng nghe một hiểu có 0.2 thôi anh chị Ủa chị cứ tưởng là mình cứ hình dung thôi là mình sẽ có được body đó nhà đâu có Tỉnh thức đâu có làm nhiệm vụ là Bóp eo cho anh chị đâu Mà tỉnh thức sẽ mang đến cho anh chị Cái nguồn lực có thể là chia sẻ anh chị rằng là giờ Chị cần phải luyện tập cái gì nè Hay là các anh chị có một cái người bạn đi Tự nhiên họ có cái body đẹp đẹp đi anh chị Cái xong rồi anh chị nó Ui mê quá, ui sao bạn có cái body đẹp thế Bạn chỉ tới với cái người ta chia sẻ anh chị Hoặc giống như tối anh chị à, tôi có một uh, gọi là ngày trước cái da của mình chưa được đẹp nha mình khao khát một làn da đẹp anh chị thế là tự dưng là cái người bạn mà trong nhóm học tập của mình ấy, là tự nhiên chị đó có một cái làn da cực kỳ đẹp anh chị nha hay là mỗi lần mình hay nói chuyện hay chụp camera thường qua cho mình xem cái xong mình mới hỏi chị da chăm sóc sao đẹp thế nghĩa là mình phải hỏi từ gốc rễ nha cái xong mà chị chia sẻ là bước một bước hai bước ba bước bốn anh chị À, xong mình nói à thì ra là thế thì ra tất cả những người mình da mà họ đẹp họ đều có công thức đó quan trọng có 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 đi hỏi hay không và tính thức mang đến nguồn lực rồi mà cứ suy nghĩ như vậy ạ cứ sáng rồi gọi là sờ vô làn da da tôi đẹp như da em bé da đẹp như da em bé mà hành động là gì anh chị dạ kem chống nắng thì không xài khẩu trang không đeo mặt phơ phơ ra vậy nè xong mà uống nước ấy thì một ngày không uống đủ số lượng nước mà cơ thể cần ăn thì ăn sao ạ à, ăn đồ chiên xào nước ngọt có bao nhiêu nóc hết anh chị ngày nóc hai ba lóc nóc hai ba lon đúng rồi đó à cái này tôi không chia sẻ đây anh chị nha được không ạ à? ý tôi nói các anh chị phải quan sát cái nguồn lực ấy hay là giống như có anh chị đặt mục tiêu là chồng mình sẽ ủng hộ mình học tập chồng mình sẽ yêu thương mình và hậu thuẫn cho mình và động viên mình ủng hộ mình nói chung là Bị khi mà chị học với con lạc bộ thì gia đình chồng của chị không cho. Cái tôi hỏi chị đã có những hành động cụ thể nào để để anh uh, yêu thương và ủng hộ chị học? Đâu, chị thực hành là biết ơn thôi em. Chị đâu có làm gì đâu. Ủa? Dạ vâng, thực hành là biết ơn là tuyệt vời. Anh chị nhớ nè. Lòng biết ơn sẽ giúp anh chị đạt được cái kết quả cái anh chị mong muốn. Rất là nhanh. Nhưng nếu chúng ta không có thay đổi có nghĩa là sao tôi chia sẻ anh chị dễ hiểu nha cái chị đó thực hành là biết ơn với chồng chị thực hành 10 trang là 20 mặt giấy là 10 tờ giấy và gọi là 20 trang anh chị xong tôi hỏi chị đã làm gì những cái chị có những cái hành động gì à, cụ thể mỗi ngày không không với trường hợp của những anh chị nào như thế hành động cụ thể của anh chị là gì ạ nói yêu thương chồng nhiều hơn quan tâm chồng mình nhiều hơn nấu cơm chồng mình ăn dành thời gian cho chồng tại vì bây giờ người ta đang không thích mình học là bởi vì đơn giản thôi anh chị học xong rồi không quan tâm thì người ta cần sự quan tâm nên cần người ta hờn một xíu mà người ta đã hờn anh chị còn cứ cố thì càng cố thì càng căng nhưng mà tôi hỏi chị đó chị nói không em sáng chị ôm máy tính là chiều chưa máy tính là chưa chơi máy tính là tối chơi máy tính và dạ vân máy tính chị chưa có cánh mà bay là hơn rồi đó tại vì máy tính giống như người thứ ba giờ chồng với chị như thế chị biết lòng biết ơn mà chị lạ chị biết lòng biết ơn năm ngày đầu tiên chồng chưa ok đó mấy ngày sau cái y như cũ em mà cái tôi hỏi chị biết rốt rễ đến từ đâu chị giải quyết rốt rễ chưa chị biết rốt rễ chưa nói chị chưa Ja, vâng, giải quyết rễ đi Đấy Nếu mà các anh chị thành hành biết ơn thôi Mà cái hành động các anh chị vẫn y như cũ thì sao ạ Thì sao anh chị Thì cái kết quả Nhiều khi tỉnh thức nó cũng bó tay luôn Nó nói chịu rồi chủ ơi Nhưng giờ em chịu luôn chứ em chẳng biết giúp làm sao nữa. Anh chị có hình dung dụng ạ à? khi mà anh chị thực hành rồi là các anh chị phải kèm với hành động nữa giống một số anh chị cứ kêu là à, doanh nhân ơi rất buổi phép màu cho chị với em rất buổi phép màu cho chị hôm nay chị về tiền đi dạ vâng em vẫn rất buổi cho tất cả mọi người trong phòng gym của mình của mình là một nghìn người và phòng gym số 2 của mình là hơn 500 anh chị nè dạ vâng rất buổi hết cả phòng gym cả câu lạc bộ mình hai nghìn người nhưng mà tại sao có những anh chị về kết quả và về tiền có những anh chị không về Tại vì hành động nha anh chị nha. Bây giờ nếu rắc bụi rồi mà hành động mình vẫn là hành động cũ thì kết quả cũ. Suy nghĩ vẫn suy nghĩ cũ, cảm xúc vẫn cảm xúc cũ, niềm tin vẫn niềm tin cũ thì kết quả cũ nè Giống như viết là biết ơn, tay thì viết, nhưng tâm trí vẫn nghĩ tới những cái uh, niềm tin uh, không giúp cho mình thành công. Anh chị hiểu không ạ? Đấy, chị bạn của tôi ấy, tay thì biết là biết ơn tay thì chép live nhưng mà cứ nhắn tin cho tôi là em ế ấy khách quá nhưng mà mới thực hành là biết ơn là tôi biết ơn chỉnh thức là vũ trụ mang đến cho tôi những người khách hàng tuyệt vời nhiều đến nỗi tôi xếp uh, hàng mà chăm sóc cả năm không hết nhưng mà nhắn tin thì nhắn là uh, không có khách hàng em ơi hôm nay chị ấy quá chị chép live mà tiền chưa về chị chưa ứng dụng được gì hết cái nó chỉ có câu trả lời chị hỏi em làm gì nữa cái sau đó tôi nói với chị một hồi anh chị nha chị thay đổi cái ngôn từ chị nói anh chị biết một điều tuyệt vời vô là có một khách hàng là, là tôi không nhớ chính xác là, là có nghĩa là họ lấy họ đã trừ cái số tiền hàng mà chỉ lấy ấy, là trừ vào cái tiền là nói chung là chỉ có cái một cái khoản tiền chưa dương và cái người này với chỉ là một cái đối tác kinh doanh với nhau và người ta đã trừ cái tiền hàng anh chị vào cái tiền chưa dương đó người ta lấy hàng cho mình người ta bán thế cuối cùng chỉ có một người khách hàng mà vừa là cái người mà đang chỉ đang chưa dương tiền từ cái chỗ đó luôn mới nói chuyện xong xíu chị nhắn tin luôn anh chị tôi nói chị thay đổi ngôn từ đi tập trung ở điều chị muốn đi chị muốn cái điều gì chị nói cái điều đó sao chị muốn cái điều gì mà chị cứ nói ngược lại không hay cái xong mình nói, ờ ha chị sao chị cứ quên hoài cái xong vừa thay đổi xong một tiếng sau nhắn tin này cho tố em ơi vì dịu quá vâng tất nhiên rồi vũ trụ luôn luôn đúng anh chị những cái quy luật vũ trụ không có sai biệt với bất kỳ ai đâu Chị của mình làm không đúng nha Chị của mình làm không đúng hả anh chị nha Tay thì mới viết lòng biết làm ơn đây Mới biết ơn chồng xong rồi mở miệng ra Nói chồng khó tính Chồng chị khó lắm em Chồng chị là không có hiểu gì hết trơn Không có cho chị học gì hết trơn Mới viết lòng biết làm ơn con xong Con chị lì lắm em Thiệt luôn á Giống như hôm trước có chị gì Biết lòng biết ơn với mẹ chồng Mẹ cái bà đó Tôi nói đó chị cái bà đó đi rồi, Hỏi sao cái bà đó sáng mai là Là mệt với bà nha Tại vì chị nó nói gì mà anh chị Mới biết lòng biết ơn với chồng xong Em ơi chị biết xong 10 điều với mẹ chồng rồi Nhưng mà cái bà đó bà mới la chị Nghĩ đường làm nẻo anh chị Cái ngày mai tới tớ công chuyện luôn cái Xong nhắn tin hu, hu 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 Tôi nói hu cái gì mà hu Do mình chỉ do ai Ờ à, mới nói xong mà mới rờ mới rờ cái gọi là bỏ cái bố xuống một cái là bắt đầu là quay về thói quen cũ liền anh chị là quay về là coi như là quay lại thói quen cũ tập trung vào cái điều mình không muốn ngay nó nghĩa là có nhiều anh chị là tay thì biết là biết ơn nhưng bên trong vẫn đen rồi là hầm hực lắm vẫn đen rồi là sân si lắm à, vẫn đen như thế đó anh chị nha đúng rồi tất nhiên là thời gian đầu anh chị em nào cũng sẽ như thế nhưng quan trọng là các anh chị phải có sự cam kết và kỷ luật với chính mình các anh chị phải đàm phán với tiếng nó nhỏ và thà đàm phán với điều đó bên trong mình cho nên là tại sao tôi có kết quả nhanh hơn các anh chị là như thế bởi vì tôi làm được và biết được rằng nếu mình không làm chủ được suy nghĩ cảm xúc là nó và hành động của mình thì mình mãi sẽ không đạt mục tiêu Được mà mình sẽ mãi mình sẽ mãi là con người cũ kết quả cũ hành động cũ và kết quả cũ rồi và tôi không muốn cái điều đó anh chị không muốn là con người cũ và cũng không muốn có kết quả cũ mà cái điều mà tôi muốn chính là phải kết quả mới cho nên đối với tôi anh chị học phải ngộ ngay học phải hiểu ngay và ứng dụng ngay không có chờ thời gian không có chờ đâu anh chị nha cho nên các anh chị phải nhớ rằng khi anh chị có một cái mục tiêu rõ ràng Anh chị hình ảnh hóa những cái mục tiêu của mình ra Anh chị hình dung tưởng tượng hay các anh chị ngắm mục tiêu của mình mỗi ngày Thì chúng ta phải có cái sự quan sát và tập trung Để nhìn thấy những cái nguồn lực vũ trụ mang tới và mình nắm bắt Mình hành động một cách mạnh mẽ anh chị Liên tục và điều đặn thì mình mới đạt được mục tiêu anh chị nha. Cho nên tôi rất là mong các anh chị tốt nghiệp cái bài học mà tôi vừa nói là gì ạ? Phải nhất quán. Biết là thông không, thoải mái mặc dù tay thì vẫn viết ấy, nhưng mà trong trong tâm trí hay là răng vẫn đang nghiến. Nhưng bây giờ anh chị hãy lựa chọn đi bây giờ nghiến răng bao nhiêu năm nay kết quả có thay đổi không? Hay là mèo vẫn hoang mèo? Anh chị cứ than về chồng anh chị, cứ than về con anh chị, cứ than về vợ anh chị. Than về người này người kêu hoài họ có thay đổi đâu. Tại vì họ chỉ đang phản chiếu gì ạ? Phản chiếu ai anh chị ơi? Dạ phản chiếu mình. Mình đấy. Hình ảnh mà các anh chị đang nhìn thấy về người chồng, người vợ của mình ấy. Hay con của mình hay là một cái mối quan hệ là đó mà các anh chị đang không thích đấy là các anh chị đang nhìn thấy mình đấy. Nên tha thứ cho người khác các anh chị. Là tha thứ cho chính mình đấy. Hãy cho nên tại sao có những anh chị viết lòng biết ơn thì ra kết quả mà những anh chị viết lòng biết ơn là không ra kết quả bởi vì các anh chị viết nhưng không có cảm xúc. Các anh chị viết là viết giống như cho có viết để mà hoàn thành xong 10 cái điều buổi sáng, 10 cái điều buổi tối. Nhưng mà cảm xúc không có gì trơn ấy. Còn mà anh chị viết ấy mà cảm xúc anh chị dâng trào mà từng cái 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 chữ anh chị viết, cái từng cái nét anh chị viết ra là giống như anh chị đang ghi tới đâu anh chị nghĩ tới đó. Ghi tên ai là nghĩ tới người đó vì điều gì là các anh chị nghĩ tới cái việc đó họ đã làm cho mình Anh chị biết cái Một trong những cái điều rất là tuyệt vời Khi anh chị thật là quý ơn ấy, Là các anh chị viết Và các anh chị nhớ là cái khoảng khắc đó Khoảng khắc mà cái nguồn lực đó đã làm Và đã giúp cho mình Cái giây phút đó ví dụ như họ đã giúp cho các anh chị gì vậy? Ừ. Ví dụ như khách hàng của anh chị đi Họ tin tưởng mình Họ chuyển khoản cho mình rất là nhanh Các anh chị nhớ là cái giây phút mà họ nhắn tin cho mình Họ nói là em ơi chị chuyển khoản rồi đó các anh chị nhìn thấy dòng tin nhắn đó anh chị đã vui ra sao? Ví dụ như thế. Và chính cái cảm xúc kèm với cái hình ảnh là các anh chị nhớ là cái khoảnh khắc mà các anh chị biết ơn đó sẽ giúp cho anh chị thu hút những cái điều tương tự như vậy đến nhiều hơn. Đó chính là bí kíp của những người bán hàng đỉnh cao đó anh chị. Anh chị biết tôi biết lòng biết ơn với khách hàng của tôi là tôi biết từng cái tên anh chị nha. Chứ tôi không phải biết gợp gợp vô là À, chị này chị này chị này vô chung mà chị a chị b chị c anh d rồi viết chung một hàng đó mà tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc hạnh phúc và biết ơn chị chị gì đó ba chấm vì đã yêu thương tin tưởng và đồng hành cùng tôi à, chuyển khoản chấm 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 đồng hành cùng tôi cảm ơn cảm ơn cảm ơn và khi mà tôi biết là tôi nhớ tới hình ảnh của cái người khách hàng của mình và những cái dòng tin nhắn mà chị hay là cái người khách hàng của mình nhắn cho mình Sau đó họ đã chụp cái màn hình tin nhắn Mà cái bill tài khoản, cái bill số tiền họ chuyển cho mình ấy. Em ơi chị chuyển cho em rồi nhé và mình Và mình đã nhìn thấy anh chị nha Nghĩa là tại vì cái hành động, cái kết quả nó đã, đã diễn ra trong ngày hôm nay rồi Và cuối ngày tôi biết ơn họ Và tiềm thức thì nó không có biết anh chị Nó không có biết cái này là Ở trong tâm trí hay ngoài thực tế Nhưng mà nó thấy mình cảm xúc cái điều đó nhiều thì sao Nó lại càng thu hút thế là hôm sau tôi lại có khách hàng anh chị nha hôm sau là có khách hàng lại mua hàng và mình đã tiếp tục nuôi dưỡng cái hình ảnh đó à, hôm nay tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn chị vì vậy à, vì đã yêu thương quý mến tin tưởng chuyển khoản số tiền vào tài khoản ngân hàng của tôi là cảm ơn cảm ơn cảm ơn À, chúc cho chị những điều tuyệt vời nhất, thành công nhất, hạnh phúc nhất trong vũ trụ này. À, đấy. và tiềm thức nó lại nói, á, chủ nhân mình không biết nó không biết nó không phân biệt được với anh chị nha. khi anh chị biết đó, tâm trí anh chị là nghĩ đến thì nó không biết nó chỉ thấy là anh chị có cảm xúc và anh chị thích cái điều đó thì nó mang đến nhiều hơn thôi. và chính điều đó là giúp cho tú duy trì liên tục anh chị và có cái sự tăng trưởng liên tục. Về cái kết quả kinh doanh của mình Đấy Cho nên là các anh chị biết là biết ơn cũng như thế à, Nó sẽ Có phép màu khi và chỉ khi Các anh chị đặt cái cảm xúc của mình vào thôi Cho nên tôi nói là à, Các anh chị biết biết ơn ấy Về những cái mối quan hệ của mình đi Thì hãy nhớ về những cái khoảnh khắc Mà mình với họ vui vẻ với nhau đi Đừng có nghĩ tới những cái khoảnh khắc Mà mình với họ đang Không hòa hợp với nhau để làm gì Đúng rồi hãy nhớ đi anh chị và viết lòng biết ơn Nha anh chị nha ừ. Và đặt mục tiêu ra rồi Phải để ý, phải quan sát tin thức may đến nguồn lực Phải nắm bắt ngay Chứ không phải là cứ hình dung tưởng tượng Và nghĩ rằng là tin uh, thức sẽ làm dùm mình Không có đâu anh chị Anh chị phải thay đổi cái suy nghĩ của mình Viết mục tiêu ra rồi Phải học cách thay đổi suy nghĩ của mình Là đầu tiên phải có cái niềm tin Rằng mình đạt được, mình làm được và cái thứ hai mình cần phải phát triển bản thân mình lên để mình biết được rằng những cái người mà họ có họ đạt được cái mục tiêu này nè những cái mục tiêu này họ đang suy nghĩ gì họ những cái người giàu rồi chắc chắn là đó họ có những cái suy nghĩ gì họ có những cảm xúc gì họ có những niềm tin gì họ những có họ có những cái hành động gì để đạt được cái mục tiêu này nha anh chị nha phát triển mình lên và khi nguồn lực tới thì giá trị anh chị ở đâu thì cái chỉ số hành động của anh chị sẽ ở đó bây giờ vũ trụ mang nguồn lực đến cho các anh chị mà các anh chị không có đầy đủ kỹ năng phẩm chất tư duy để mà triển khai cái nguồn lực đó để giúp cho mình đạt kết quả thì làm sao ạ? À? coi như bây giờ vũ trụ mang đến cho các anh chị một cái công cụ làm gọi là gì ạ? À? cái công cụ làm giàu tuyệt vời mà mình không có đủ năng lực thì sao? thì nhìn cái công cụ đó nó như cái hòn đá này đó vô chi không có làm được gì hết trơn nhìn hòn nhìn nó như cái hòn đá anh chị nha à? người ta cầm thì người ta thấy nó là một cái công cụ tuyệt vời còn mình cầm mình thấy nó không có gì hết trơn, không là không làm ăn gì hết trơn. được không, anh chị ơi cho nên là lòng biết ơn nó phải đi đôi với hành động cụ thể nha rắc bụi phép màu phải đi đôi với hành động cụ thể anh chị bây giờ cái người người gọi là cái người thành công rắc bụi cho các anh chị rồi nhưng mà các anh chị không có hành động thì sao để được cái kết quả mà như họ rắc cho các anh chị được ví dụ như có rất là nhiều người họ họ nói rằng là gì ạ Tôi tin bạn thành công. Tôi tin là tháng này mà đạt được mục tiêu. Thì các anh chị phải ok với cái niềm tin tin đó các anh chị có thêm cái động lực đúng không ạ? Có thêm một cái người tin mình Nhưng các anh chị phải có một cái kế hoạch cụ thể làm sao đạt cái mục tiêu đó. Như một chị Ở trong đội nhóm của tôi ấy, hôm ấy chị tâm sự với tôi là chị chia sẻ cho bảy khách hàng rồi mà chưa ai đồng ý. Tôi nói dạ vân đầu tiên chị thay đổi với em cái ngôn từ này đó. À, là kết quả của chị đang về và rất nhiều và chị phải theo dõi cái niềm tin là tin tưởng vào chính trị và tin tưởng vào luật hấp dẫn, tin tưởng vào tiềm thức và tin tưởng vào những người khách hàng của mình, họ những người bạn rất là tuyệt vời. Đầu tiên là phải tin theo dõi là cái niềm tin và thứ hai là theo dõi là cái ngôn từ và gì ạ, à? theo dõi cái hành động của mình nữa. Nghĩa là bây giờ thay vì là chị cứ ngồi chị chờ đi Chờ bảy chị này, chờ bảy người khách hàng này họ chuyển khoản cho, cho chị đúng không ạ? Thì chị hãy tiếp tục đi gieo hạt chào giá chị Biết đâu không phải là những cái hạt ở đây nữa Mà những cái hạt ở chỗ khác nữa thì sao? Cái tôi nói là em tin chị làm được Em tin thế này chị vùng tiêu thế này chị có, chị có kết quả đó Và điều rất là tuyệt vời chị nha đó chính là hai hôm sau chị nhắn tin cho tôi là hai trên năm hai trên bảy cái người khách hàng mà chỉ chia sẻ mà mấy hôm trước chị bảo là không có Là người ta chưa người ta chưa có người ta chưa có, ta chưa có mua hàng là đã chuyển khoản là tú gieo với chị cái niềm tin đó nhưng mà chị phải hành động anh chị nha là chị phải bắt đầu tiếp tục đi gieo gieo cái giá trị trao cái giá trị của mình cho những người khách hàng tiếp theo thì rồi những cái giống mà chị đã từng gieo sẽ nở lên hoặc nó sẽ nở những cái vị trí khác nhưng ít nhất là tú gieo với chị rằng là tháng này chị có kết quả Tháng này chị đạt dân số đó Tháng này chị mục tiêu đó Tin tưởng Và chị hành động mà chị nha Chính là tôi đang rắc bụi phép màu cho chị rồi Cho nên chị biết là tại sao mà Những cái lời chúc ấy Chúng ta chúc nhau nhưng mà mãi mình mình chưa đạt được không Cứ là Đông qua xuân đến Tới cái đêm giao thừa Coi như là cầu nguyện Cầu quá trời cầu anh chị cầu cho con năm nay giàu có thành công mua nhà mua xe rồi các kiểu vân vân năm sau cầu tiếp tại vì anh chị biết sao không dạ cầu cầu mỗi cái đêm đó thôi chứ mà hồi tới mùng 10 tết ta bắt đầu gì ạ à? hết mùng 10 bắt đầu đi làm anh chị hả à? xong rồi ta chia sẻ học với chị bản thân đi thôi học kinh doanh đi thôi học đầu tư đi thôi xong cả năm đi làm thuê nhưng năm nào cũng cầu mua nhà mua xe chắc đợi chúng số <laughs> đúng không anh chị ơi anh chị biết tại sao mình cầu bao nhiêu năm nay mục tiêu chưa đạt không tại vì có thể nhỏ suy nghĩ và hành động đâu câu hai à cứ tới giao thừa là coi như là nhen khói là bay tùm lum tại vì tôi bên đạo phật mà thì khu hồi xưa mà tôi ở trong sớm là coi như là ôi dưa hấu đồ là linh đình hoa đào hoa mai là gì gọi là mức đồ coi như linh đình anh chị nói đây không có nói gì về vấn đề tôn giáo anh chị nha chỉ nói về cái hành động thôi xong rồi bao nhiêu năm cầu hoài cuối cùng là tới năm 60 tuổi vẫn tiếp tục cầu cho tới đời cháu mình con mình ta, cầu cho con tôi năm nay là mang phát đạt rồi mua nhà mua xe tại đời <laughs> mình mua không được tới tới đời con mình thôi xong tới đời con mình không được cái mình cầu tới đời cháu anh chị thấy quen không quen nha trong nhà mình chứ đâu mà quen gì nữa đúng rồi nhưng mà lý do mà không đạt được có phải là do do ông chợ ông bất công không không nha nhiều người cái bắt đầu cuối đời nó không chịu bất công mà các kiểu vân vân rồi tôi sống tốt đời đẹp đạo nhưng mà không cho tôi một cái cơ hội nào hết trơn ấy. dạ có mang đến quá trời luôn không thấy à đâu phải cái cơ hội thành công mà là mang đến trần dần cho các anh chị là cái cơ hội là vô làm đi thành công đó mà là cho các anh chị những cái nguồn lực đến và các anh chị mới nắm bắt các anh chị phát triển lên các anh chị hành động mang đến cho anh chị những cái nguồn lực ví dụ như gặp câu lạc bộ nhà mình ấy cái xong bảo vào câu lạc bộ học phát triển bản thân đi đọc sách đi không không có thời gian chị bận lắm chị nhà bao việc học kinh doanh khó lắm em ơi bán hàng không phải là việc không phải là chị không có khiếu cái gì cũng từ chối anh chị cái gì cũng có đủ lý do để mà mình có rất nhiều lý do anh chị nha học kinh doanh không không xong với những suy nghĩ cũ hành động cũ nhưng mà cứ muốn có kết quả mới ở đâu ra từ nên bây giờ mình có thực hành là biết ơn anh chị Rất buổi phép màu Mà nếu chúng ta gì ạ à? Tìm thức vào vũ trụ rất là tuyệt vời Vẫn đáp ứng cho các anh chị nha Nhưng mà nó sẽ Không giữ được cái rốc rễ Thì nó sẽ không có bền vững cái kết quả đó được Nhưng mà cô chuyện mình thực hành là biết ơn Với chồng hoặc vợ mình đi Nhưng mà mình vẫn với cái hành động cũ đó vẫn không có quan tâm, vẫn không có yêu thương mình, vẫn không nói lòng nói là biết ơn. À, nói lòng nói lời yêu thương anh chị. Thôi chị ngại lắm, thôi anh ngại lắm. Sao ngại? Chồng mình nay vợ mình mà, ngày xưa lúc mà uh, cứ cẩm nhau sao nói ngọt thế? Sao giờ nói không được? À? Nói lời yêu với uh, người khác được, rồi, nói lời yêu với bố mẹ mình không được. Nói ngày biết ơn bố mẹ nhưng mà không hay bao giờ nhắn tin hỏi thăm bố mẹ anh con còn hỏi thăm mà gọi gì hỏi tớ bố mẹ có tiền cho mượn đúng không ạ xin tiền anh chị là thấy lúc nào cũng là hí hay hẳn gọi đầu tiên đó là anh chị nha cho nên các anh chị nhớ nè lòng biết ơn hay là rất bụi phép màu hay ra quyết định anh chị đó là những cái cách để mà chúng ta giao tiếp với vũ trụ về cái điều chúng ta muốn chúng ta gửi cái thông điệp về cái điều chúng ta muốn cho vũ trụ và anh chị cái thời khắc mà các anh chị gửi cái thông điệp đó đi thì vũ trụ sẽ đáp ứng cho các anh chị rồi thông qua những cái nguồn lực và giúp cho anh chị đạt được cái kết quả đó luôn có nha tùy theo cái giá trị nội tại của mình thì mục tiêu tùy theo cái ví dụ cái mục tiêu anh chị đi tùy theo cái giá trị nội tại của anh chị thì cái cái mục tiêu anh chị sẽ đạt tới đâu nhưng mà chúng ta phải hiểu là nếu mà muốn giữ cái kết quả đó nó bền vững đi thì mình cần phải phát triển lên tiếp mình phải thay đổi suy nghĩ hành động và lời nói của mình thực hành là biết ơn với chồng hoặc vợ mình rồi nhưng mà mình cứ thực hành hòa mà mình không thay đổi cái hành động của mình thì sao anh chị ạ à? vẫn không không thay đổi cái suy nghĩ của mình về chồng của mình hoặc là mình không có thay đổi cái suy nghĩ là về cách gì ạ à? cách mình đối nhân xử thế mình ứng xử với chồng mình ví dụ như bây giờ mình biết chồng mình họ đang chồng mình đang cần tình yêu thương mà đang cần sự quan tâm của mình nên là hờn xíu và mình vậy à? hôm nay mình nấu một bữa ăn ngon nói là yêu thương có thể chồng mình sẽ nói nay chắc trời mưa không sao cả đúng không ạ à? nếu mà nói là yêu với anh mà chờ mưa thì em gì à? cứ để chờ mưa đúng không anh chị ừ. mình phải thay đổi anh chị nha Chứng minh hỏi nào mình mình nói gì à? Tôi học tôi thành công cho mà xem. Ngồi đó nha. Đừng có gì ạ. À. À, đừng có mà là 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 theo kiểu giống như mình mình đang uh, uh, chứng minh nha anh chị. Đợi đấy, hãy đợi đấy. thành công cho mà coi. Xong. Là coi như là càng càng uh, càng căng anh chị nha. Mà ai cũng lạnh mà bây giờ trong nhà mà hai người năng lượng không được cao như thế thì sao mà ok được được mà nên là hôm nay mình nấu một bữa ăn ngon ví dụ như thế hoặc là mình ra nó là yêu thương mình cũng tâm sự em học như vậy là vì tương lai gia đình của mình mà. em học thêm về kinh doanh bởi vì bây giờ có thể tâm sự thêm anh chị bởi vì bây giờ mình mình làm thôi mình đâu thấy nào làm là làm cả đời đâu mà bây giờ sau này mình càng lớn tuổi sức khỏe mình đâu có đảm bảo đâu và con cái mình thì ngày càng lớn thì học phí cũng gia tăng lên. Thì mình phải học thêm về kinh doanh thì em đang học về kinh doanh mà chứ đâu phải là uh, chơi bời gì đâu đúng không? Anh chị có thể tâm sự anh chị chia sẻ. Tại vì nhiều khi người ta lo anh chị dấu giấu, giấu giấu không biết làm gì hết, sợ. Và ở ngoài kia anh chị theo, theo anh chị môi trường ngoài kia những mối quan hệ xung quanh ấy và những cái thông tin mà gia đình mình đọc ấy. Toàn ngoài gia toàn là những cái thông tin mà lừa đảo này kia thôi họ sợ ấy. Nên chị có thể chia sẻ Và nếu anh chị biết gia đình mình lo như thế Thì những cái lúc mình tuyên bố thì mình cũng nhẹ nhàng xíu Mình né né Hoặc mình tự tuyên bố trong nhà vệ sinh đi Rồi ra mình học tiếp Hoặc là nếu mà các anh chị có phòng riêng thì tuyệt vời Chứ đừng mà gia đình mình đang ngồi kia coi tivi Cái mình ngồi đây là Tôi là người thành công tôi này giàu có là là Tự dưng là thấy tắt dùm Thấy tự nhiên hai anh chị rời dùm luôn Đúng không ạ? Mình phải có sự quan sát anh chị nha đó, nghĩa là mình phải biết được rằng là mình đang sống uh, mình đang ở đâu, mình đang là ai. Chứ không phải là mình thấy uh, Tú cái xong mình cũng ban ban hoặc y chang uh, Tú thì khác, anh chị thì khác chứ. Mình đúng mà mình có cùng một cái mục tiêu là trở nên thành công giống như nhau. Nhưng mà mình phải quan sát cái cái gọi là cái cái ngoại cảnh bên ngoài nó. Đúng không ạ? Và Tú hay chia sẻ với một số anh chị đó. ví dụ mình biết như thế rồi uh, mình cần phải gì à à vâng mình gọi là mình hạ nhiệt xuống xíu mấy ngày à, mình lăn lại rồi xong rồi mình vừa thật là biết không? mình vừa vừa theo dõi cái suy nghĩ và hành động của mình là ok anh chị nha tôi có giúp cho rất nhiều anh chị theo dõi được rồi anh chị đúng rồi đi nhẹ nói nhẹ đi nhẹ nói khẽ cười duyên đơn giản thôi anh chị anh chị nhiều có nghĩ rằng cái đó nó quá là cao siêu tại vì chị đến đến từ những cái uh, thói quen hay những cái hành động nhỏ mỗi ngày của mình mình nhiều khi anh chị nghĩ nó không quan trọng nhưng chính những cái điều đó nó lại tạo nên cái tạo nên cái kết quả của mình đấy anh chị nha được không ạ? À? Nó nhiều anh chị nói là uh, mẹ của chị là là là, là uh, mẹ của chị không thích nói chuyện hỏi đâu nên là nhiều khi chị gọi về nhà sợ mẹ chị bận Sao biết? Anh chị gọi chưa? Anh chị biết Rồi thử xem, gọi mỗi ngày xem Rồi biết rồi bây giờ là ngày nào Tuấn gọi video call cho ba với mẹ Tuấn anh chị à, Cứ mẹ 15 phút, ba 15 phút riết ở quen Mà dù bây giờ ở Tuấn đang ở miền Bắc đúng không? Mày nào, ngày nào không gọi về Gọi về chị hỏi để hỏi ăn cơm chưa xong rồi Hôm nay làm gì rồi à, Hôm nay dùng dinh dưỡng chưa vậy thôi ở dùng đúng đủ điều nha rồi xong rồi cũng chia sẻ vân vân à, vân vân tại mình ngày trước á bản thân tôi là tầng người như vậy anh chị mình nghĩ mẹ mình là người của công việc và ba mình là người của công việc ấy rồi nghĩ ba mẹ mình là người của thế hệ trước ấy nên là suy nghĩ là chắc ba mẹ không không thích xài à, mạng xã hội đâu vân 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 mà khi mình thay đổi niềm tin của mình anh chị nha thì mọi thứ xung quanh thay đổi nha anh chị được mà cho nên các anh chị hiểu cái bài học tôi chia sẻ không? Tí lòng biết ơn. Nhưng phải thay đổi cái gì nữa anh chị ơi? tìm thức nó giúp cho mình đạt được cái kết quả rồi thì mình phải hiểu. Tại vì lòng biết ơn thôi nó vẫn chưa đủ anh chị. Nó rất là tuyệt vời rồi giúp cho các anh chị đưa anh chị về cái tần số hạnh phúc, giàu có, thành công, tần số cao. Như bên cạnh đó anh chị phải kèm cho hành động nữa. Ừ. À, trong số anh chị chúng ta tốt nghiệp bài học tốt vừa chia sẻ mà số 2.000 đây ạ. À. Cho nên hôm trước có một chị á à, viết lòng biết ơn cho chồng 10 tờ giấy là 20 trang anh chị nha. Xong chồng được ok được năm hôm cái năm mấy hôm sau lại tiếp tục y như cũ. Thế tôi hỏi chị có hôm nay rồi chị có những cái hành động cụ thể nào? Chị vẫn thế. Chị vẫn uh chốn chốn chị học Thế tôi mới chị bây giờ chị nấu hôm nay chị biết anh thích ăn món gì chị nấu cho anh món đó đi rồi nói chuyện nhiều hơn rồi tâm sự nhiều hơn nói lời yêu thương nhiều hơn nhắn tin ví dụ ngay chồng của chị là lái xe mà anh ăn chưa chưa anh lái xe sáng nay sáng giờ có mệt không nhớ uống nước nha nhớ ăn uống đầy đủ nha chiều nhắn một tin không có bao nhiêu phút cho anh chị nhưng mà nó sẽ giúp cho hâm nóng mối quan hệ vợ chồng và họ, họ thậm chí là những mối quan hệ bạn bè của các anh chị đấy những mối quan hệ mà các anh chị đang muốn hòa hợp với họ mặc dù họ thấy lạ nhưng mà tự nhiên họ nói nên làm sao á đâu muốn xin cái gì nói thẳng đi nói đâu chỉ là em cảm thấy là trong thời gian vừa qua là uh, vợ chồng mình chưa dành những lời yêu thương dành cho nhau Anh em muốn nhắn như vậy thôi được không, anh chị do rồi chúng ta ít nói chứ tú vợ chồng tú nói nhiều nên là thấy bình thường anh chị à, hãy biến cái những cái lời yêu thương thành thói quen được mà tại vì tất cả những người xung quanh chúng ta đều xứng đáng có được những cái tình yêu thương của chúng ta dành cho họ và chúng ta cũng xứng đáng có được cái tình yêu thương của họ dành cho mình mà. không có nào chúng ta sống trong cái hành tinh này mà không cần tình yêu thương được anh chị nha được anh chị ơi, bao trong số anh chị chúng ta tốt nghiệp cái bài học cho chia sẻ của mình số hai nghìn anh chị hay là về con mình cũng như thế mình cứ nói con mình sao cứ chơi game hoài cái anh chị hãy tâm sự với con đi anh chị là biết ơn với con rồi ngoài ra anh chị phải trò chuyện với con mình chơi game như vậy là không tốt nhất là làm cho mắt con không khỏe nè làm cho trí nhớ bị giảm nè à, con chơi trong lúc giải trí bố mẹ cho nhiều khi anh chị càng cấm nó càng trốn chơi đó trốn chơi còn 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 ấy ấy hơn nữa phải phân tích cho nghe lý do vì sao mà không được như thế thì nói nghe xong nó hiểu mình phân tích từ từ đó anh chị rồi mình cứ hình dung con mình là nó nghe và nó ngày càng tiếng hơn gọi là hiểu hiểu hơn và nó gì à? à? mình mỗi lần mình nhìn thấy hình ảnh trong tâm trí mình là thấy con mình đang học bài ngoan ngoãn và không có chơi game nữa mình đừng có dùng từ là lời... con đừng có chơi game nữa sau chơi game hoài là càng chơi đó anh chị nha anh chị nha hay là khách hàng cũng như thế mình thay về hình dung mình thấy cái hình ảnh là tin nhắn rồi để ế ẩm không ai nhắn tin cho mình hết khách hàng không ai gọi điện thoại cho mình hết thì hãy nhìn thấy gì ạ cuộc gọi quá trời luôn hãy nghe anh chị hãy nghe cái âm thanh là tiếng chuông điện thoại nó reo lên liên tục liên hồi luôn rồi tin nhắn là coi như tin 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 hiện lên là ngập tràn cái màn hình điện thoại luôn các anh chị biết ơn khách hàng của mình mặc dù là chưa có ví dụ như chưa có ai đây, nhưng vẫn biết ơn anh chị tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc hạnh phúc biết ơn À, tìm thức vào vũ trụ để mang đến cho tôi những anh chị em khách hàng hào phóng tin tưởng yêu thương quý mến tôi mua hàng của tôi hỏi nhanh mua nhanh và chuyển khoản nhanh điều mà và vũ trụ mang đến cho tôi những người gọi là nguồn số lượng khách hàng nhiều đến nỗi mà tôi giờ chăm sóc cả năm không hết và các anh chị hình thành nhìn thấy cái hình ảnh đó được rồi, anh chị ơi đấy là cách ứng dụng là hấp dẫn đó ừ nha anh chị nha đầu tiên phải có mục tiêu rõ ràng và cái thứ hai anh chị là phải xây dựng cho mình cái sự kiên nhẫn tốt nghiệp nha tốt nghiệp cái cái chỗ mà lòng biết ơn rồi phải kết hợp với hành động nha anh chị nha tôi nói kỹ là bởi vì có nhiều anh chị chúng ta hay bị vướng cái chỗ này nè mình đang thông thoáng cái chỗ này thì tôi cũng chia sẻ luôn Biết lòng mấy vơ mẹ chồng rồi thì ngày mai gì đó. kể cả mình biết mẹ chồng mình đang khó tính đi đang không dễ chịu đi ngay giả bộ mình ra mình chào không phải là giả bộ anh chị nghĩa là mình ra mình chào ha chúc mày buổi sáng chào mày buổi sáng nha tôi hỏi anh chị nha một cái người bây giờ đang khó tính lắm luôn mà bây giờ nghe một ai đó hỏi chào mình chào mày buổi sáng chúc mẹ có một buổi sáng đầy yêu thương vui vẻ hạnh phúc mặc dù không có cười nha bên trong cũng suy nghĩ á không không có không ngất xỉu đó anh chị suy nghĩ đó mới là không cười có thể sẽ nói như vậy nè chắc nay trời mưa á ngay làm sao ấy Kệ em sao anh chị họ xứng đáng những nhận tình yêu thương của mình mà đúng không ạ nhưng mà anh chị nói nhiều ngày đi anh chị sẽ thấy khác tuy nhiên chị thấy cảm ơn con anh chị làm đi chúng ta ứng dụng như anh chị muốn nhận lại thì mình phải cho đi trước nha anh chị nha đây là quy luật gì ạ nhân quả đúng rồi người ta nhưng mà kiểu như là làm ngơ co giật để chống mắt lên co được bao nhiêu ngày nhưng mà ai về ngày nào cũng như thế bắt đầu xui xui anh chị bắt đầu xui xui kiểu là xui theo rồi đó ừ mẹ cảm ơn con thấy ăn sáng gì chưa rồi xong rồi, bắt đầu hiểu rồi đó đầu là tình mẹ con bắt đầu tình thương mến thương rồi đó và thật tâm anh chị nha thật tâm nha nghĩa là phải thật tâm mình trái tim của mình đúng rồi anh chị phải cho đi trước anh chị cái tối ngày đầu nhận không mà Tại sao mà tôi phải làm gì đó trước trong khi là sao sao không làm trước đi? <laughs> có nhiều anh chị là cứ thích tầng người khác gì à? Không. Bây giờ tôi không có làm lành trước đâu. Bây giờ cái người nó làm lành với tôi trước đi. Mình cứ đòi càng năng là cái người này phải làm lành với mình trước mà mình cái tàu ai cũng lớn đó anh chị. Tôi chia sẻ với anh chị luôn, cái tàu ai càng lớn thì người đó càng không hạnh phúc thôi. Càng không hạnh phúc anh chị nha cái tôi cái tôi càng lớn thì tại vì sao anh chị không? Tại vì um, lúc nào cũng uh, muốn là mình được thôi, không có muốn cho đi. Mà trong vũ trụ này là quy luật uh, mình phải là cho mình mới nhận lại chứ. Người giàu là người cho đi rộng lượng và người đón nhận cừ thôi. Được không anh chị ơi? Các anh chị muốn trở thành người hạnh phúc không? Và mình thu hút và uh, mình là thỏ 500 thu hút những cái điều tuyệt vời và uh, tốt đẹp và hạnh phúc không ạ? Hãy cho đi những điều đó trước đi anh chị nha Các anh chị sẽ nhận được một cách vô tận luôn Cho đi nụ cười à, Cho đi lời yêu thương Cho đi anh chị Đừng có cành 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 ảnh là gì Người đó sai mà phải xin lỗi trước chứ Điều có quan trọng không? Quan trọng mày có muốn giữ mối quan hệ không? Đúng rồi, ngay trước ai anh chị nào mà chúng ta có cái to đó mình đều mình đều muốn là gì muốn là gì À, xin lỗi trước đi, nó là yêu trước đi. À, con gái nói ra là mất giá. Thời kỳ này nam nữ bình đẳng rồi anh chị nha. À, nam nữ bình đẳng rồi anh chị. Nha. Cho nên là các anh chị hãy cho đi lời yêu thương, cho đi tình yêu thương, à, cho những cái điều tốt đẹp thì các anh chị yên tâm đi nó Không có mất đi đâu. Chúng ta học về được hấp dẫn rồi, học về định lực bảo toàn năng lượng rồi anh chị nha những cái gì anh chị cho đi nó không mất đi mà nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác thôi các anh chị cứ cho đi đi người này cho dù là họ không trao lại cho các anh chị nhưng các anh chị yên tâm đi sẽ có người khác đến chào các anh chị nhiều hơn nếu mà trong kinh doanh cũng như thế anh chị chia sẻ cho trăm người ví dụ 100 người nó không đón nhận mình có nản không ạ à? cũng có nhưng nếu các anh chị biết về luật hấp dẫn và các quy luật vũ trụ rồi các anh chị sẽ suy nghĩ như vậy những cái giá trị anh chị trao đi cho 100 người đó nó đâu có mất đi đâu nó sẽ được chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác và liên tục được tiếp nối. 100 người này có thể họ không nhận nhưng rồi những giống tuyệt vời đằng sau danh chờ anh chị đó Chỉ cần chúng ta đừng bỏ cuộc anh chị nha. Nên nó mới có yếu tố thứ hai là kiên nhẫn đó. Được không ạ? Kiên nhẫn anh chị. Và thứ ba hồi nãy tôi đã phân tích rồi anh chị nha. Thứ hai và thứ ba tôi đã phân tích rồi, thứ hai là kiên nhẫn và thứ ba đó chính là niềm khao khát cháy bỏng thứ nhất là ba yếu tố có thể biến mọi điều trong tâm trí của chúng ta trở thành hiện thực thứ nhất phải có mục tiêu rõ ràng và các anh chị hãy quy đổi những cái mục tiêu đó thành hình ảnh hình dung tưởng tượng mỗi ngày nhìn nó mỗi ngày và sau đó vũ trụ sẽ mang đến những cái nguồn lực và chúng ta phải nắm bắt để hành động anh chị nha Đã phát triển thân mình lên gia tăng giá trị nội tại của mình lên học thêm những cái tư duy học thêm tư duy học thêm những cái kỹ năng như là nếu anh chị muốn gia tăng về thu nhập thì học thêm kỹ năng về bán hàng và marketing về đàm phán đúng không ạ rồi ờ, học thêm những cái thói quen của những người thành công đó là cái hành động đó anh chị và yếu tố thứ hai đó chính là kiên nhẫn và yếu tố thứ ba chính là niềm khao khát cháy bỏng nha còn nếu cái mục tiêu nào mà các anh chị nghĩ tới mà anh chị không có cảm xúc ấy nó sẽ không có thúc đẩy anh chị hành động đâu và nếu mà không thúc đẩy anh chị hành động thì các anh chị không có được xuyên mình không được chăm anh chị không được chăm chỉ vì suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc và cảm xúc thì tạo ra hành động hành động thì tạo ra kết quả vì nếu mình cái cái mục tiêu đó nó không có cảm xúc với mình thì nó sẽ không có thúc đẩy mình và nếu mà không thúc đẩy mình thì mình không hành động vậy thì mình không hành động thì mình không có kết quả anh chị nha vâng tuyệt vời anh chị ứng dụng những cái uh, kiến thức cơ bản mà tôi chia sẻ với các anh chị trong cái việc trong đời sống nè trong kinh doanh nè uh, trong cái việc mà giao tiếp với chúng ta mỗi ngày các anh chị sẽ được rất mọi rất nhiều người yêu quý Mình luôn đó chính là một trong những cái bí kíp mà thu gọi là thu phục lòng người anh chị nha đó chính là chúng ta cho đi cái là nụ cười cái tình yêu thương với người khác chưa chứ nhiều anh chị là tư vấn khách hàng nhưng mà mặt lạnh tanh nè kiểu như mặt đâm chiêu anh chị <laughs> kiểu gì tỏ ra là ngầu á anh chị cho đi anh nha anh chị nha ừ. đúng không và bản thân của tú anh chị à, khi mà tôi thấy những cái mục tiêu nào mà không có cảm xúc ấy thì thường tôi không có đạt được đâu còn những mục tiêu nào mà tôi có cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ anh chị thì hầu hết là mình đều đạt được anh chị nha tại vì mình hành động rất là mạnh mẽ mà và hành động trong sự tin tưởng và khát khao cháy bỏng là đạt được mục tiêu và tú anh chị cũng là người kinh doanh ấy và chứng kiến rất là nhiều người tại sao hành động rất là mạnh mẽ và tạo được cái kết quả thành công rất là lớn và cũng biết là lý do tại sao nghĩa là mình cũng chứng kiến rất là nhiều người anh chị là họ chỉ làm uh, làm việc và hành động chỉ để có đủ tiền để sống thôi vậy cái sự khác biệt ở đây là gì đó chính là những cái người mà hành động mạnh mẽ và tạo ra cái kết quả lớn ấy, là vì họ tìm được một cái mục đích lớn lao trong cuộc sống của họ họ biết họ biết được cái lý do tại sao họ làm họ làm cái điều này anh chị nha đúng rồi cái lý do anh chị có là mục đích lớn lao có thể là muốn báo hiếu cho cho cha mẹ của mình hay gì đó vân vân và vân vân anh chị biết là cái lý do cho nên khi họ nghĩ về cái mục tiêu đó cái cảm xúc của họ rất là cao. Cho nên các anh chị khi mà chúng ta làm cái yếu tố số 1 là viết ra những cái mục tiêu của mình ấy, các anh chị hãy kiểm tra lại một lần nữa. Là những cái mục tiêu anh chị đặt ra, xem lý do đã đủ lớn hay chưa. Cái lý do đủ lớn hay chưa anh chị? Cái mục đích nó có lớn lao hay chưa? Khi đó mới hành động mạnh mẽ được anh chị nha. Nghiêm túc và đạt được Và khi mà anh chị nhớ như khi mà mình đặt ra mục tiêu và mình đạt được mục tiêu rồi thì ngay lập tức mình cần phải gì à? đặt ra những cái mục tiêu lớn hơn để tiếp tục phát triển và học hỏi. Để liên tục tiến về phía trước. Chứ không phải ngồi nghỉ giấy lao nha. Anh chị ơi, ngồi nghỉ giấy lao là khởi động lại nó lâu lắm á. Các anh chị biết một cái một cái xe mà đang chạy đi. Mà các anh chị dừng lại thì các anh chị phải khởi động lại mấy? cơ động này, máy thì mình cũng phải cơ động lại mình chạy từ từ nó mới lên cái đà xong mình mới chạy nhanh được chứ nó sẽ chưa có nhanh nên mình đang trong cái đà phát triển anh chị và đang trong cái đà có cái những cái bước tiến vượt bậc ấy các anh chị phải đẩy lên luôn tiếp tục đặt ra mục tiêu đạt được rồi đặt ra mục tiêu mới và tiếp tục phát triển và tiếp tục học hỏi nha anh chị nha nên khi anh chị ứng dụng là hấp dẫn là khi đặt ra mục tiêu ấy mình đạt được rồi thì mình phải tiếp tục đặt ra những mục tiêu tiếp theo để mình liên tục phát triển nếu mình không chủ động lựa chọn cái sự phát triển Mình sẽ rơi vào cái trạng thái lụi tàn Và các anh chị sẽ thấy một cái điều gì ạ Là tại sao những cái thành công của mình Nó không còn đạt được nữa Tại anh chị biết sao Tại vì khi mà các anh chị đặt ra những cái mục tiêu mới Đặt ra những cái mục tiêu mới liên tục anh chị Thì mình mới phát triển liên tục Tại vì nếu mà đặt ra những mục tiêu mới mà mình vẫn giữ tư duy cũ, kiến thức cũ, hành động cũ, thói quen cũ, suy nghĩ cũ thì kết quả cũ. Những cái gì đang giúp cho mình có kết quả hiện tại thì không bao giờ giúp cho mình đi xa hơn được. Ừ. Cho nên anh chị nha, khi anh chị đặt ra những cái mục tiêu cao hơn thì mình phải biết được rằng để mà đạt được những cái mục tiêu này thì mình cần phải gì à? phát triển lên. phải phát triển nhiều hơn mạnh mẽ hơn cho nên anh chị nào mà trong tháng này tháng 9 này anh chị đặt ra một những cái mục tiêu cao ấy là thu nhập mình tăng gấp đôi hay gấp ba thì mình hãy biết rằng là mình cần phải gì anh chị ơi thật sự tập trung vào cái việc nâng cấp bản thân của mình nha anh chị nha các anh chị đặt ra mục tiêu 30 ngày các anh chị phải gì ạ biết được rằng mình phải thật sự tập trung vào cái việc nâng cấp bản thân của mình lên Chứ phải đặt ra mục tiêu xong rồi hình dung rồi không có làm gì hết nha. Và anh chị, phát triển tư duy kiến thức và kỹ năng. Những cái tư duy kiến thức và kỹ năng giúp cho mình trở thành con người có giá trị hơn. Và tư duy tới đâu thì tiền tới đó. Giá trị tới đâu thì tiền tới đó anh chị. Cho nên, mình phải trở thành gì? Phải phát triển bản thân mình, phát triển cái giá trị của mình lên và sau đó mình dùng cái giá trị đó mình trao cho cộng đồng không phải cứ học nhiều là là làm sao để biết mình biết rằng là mình là con người có nhiều giá trị anh chị làm sao để biết mình là con người có nhiều giá trị à? vâng nhưng nhìn vào nhìn kết quả của mình ấy. thu nhập của mình tài sản của mình kết quả kinh doanh của mình quy mô kinh doanh của mình Chứ không phải là mình cứ nghĩ là mình học nhiều là mình có nhiều giá trị nha. Hay mình ghi chép nhiều là mình có nhiều giá trị nha. Rất nghiêm túc. Học nhiều, ghi chép nhiều, rất nghiêm túc. Chỉ là không ứng dụng thôi. Anh chị nhớ nha. Khi anh chị học nhiều, ghi chép nhiều, anh chị anh chị có giá trị. Nhưng anh chị phải biết cách dùng cái giá trị đó giúp đỡ. Quan trọng là thay đổi được cuộc sống của chính mình và thay đổi được cuộc sống của bao nhiêu người. Khi họ nhận được cái giá trị của anh chị á. Làm sao tôi nhắc lại anh chị làm sao để biết được rằng mình là con người có nhiều giá trị. Là những cái gì mà các anh chị học được ấy. các anh chị nghe được các anh chị ghi chép được thay đổi được cuộc sống của anh chị như thế nào. Và sau đó những cái giá trị đó giúp đỡ và thay đổi được cuộc sống của bao nhiêu người khi họ nhận được giá trị của các anh chị trao cho họ. số tài, gọi là tài khoản ngân hàng của các anh chị đang có bao nhiêu tiền tổng tài sản của mình đang có là bao nhiêu quy mô kinh doanh kết quả kinh doanh của mình nha anh chị mình trao giá trị cho cộng đồng giúp nhiều người thì mình có nhiều tiền đó là quy luật của vũ trụ rồi cho nên anh chị tôi rất là hiểu cái điều này luôn là khi mình đặt ra những mục tiêu cao hơn thì việc của mình đó chính là phải thật sự tập trung vào cái việc nâng cấp bản thân mình lên mỗi ngày và phải học được cái cách trao giá trị trong cùng một giờ đó phải trao cho thật nhiều người chỉ cần anh chị thỏa mãn được hai cái với là tư duy rút lệ của mình cộng với giá trị mình trao cho thị trường thì bằng thu nhập của mình thôi được không anh chị ơi còn nếu mà mình chưa thỏa mãn được hai với này thì sao ạ dạ vâng hãy tìm và học từ những cái người đã làm được cái điều đó và học từ họ đi ạ thì rất là tuyệt vời anh chị ha là câu lạc bộ mình có tạo một cái môi trường uh, đó là chương trình doanh nhân xuất chúng anh chị đây là một cái nhóm rèn luyện anh chị nha phải có môi trường rèn luyện chứ anh chị chứ bây giờ anh chị muốn trở nên thành công và giàu có mà không có môi trường rèn luyện thì sao à? đâu là vào đấy á. học được hai ba hôm mà tự nhiên là đâu mà vào đáy hết trơn anh chị thì cái môi trường rèn luyện doanh nhân xuất chúng anh chị uh, sẽ giúp gọi là gì, gì dành cho những anh chị nhà mình đang khao khát là trong nhiều năm qua mình làm cũng làm rất là nhiều rồi mình cũng uh, đổi rất nhiều công việc nhưng mình chưa có được những cái sự thành công bước phá dành cho những anh chị em nào mà chúng ta muốn bước phá mình trong năm 2023 những cái tháng cuối năm và cũng như là bước đà cho năm 2024 và những năm tiếp theo cuộc sống mình bước bước lên một cái tầm cao mới anh chị nha và trong cái chương trình uh, doanh những Sứ chúng đúng không ạ trong cái môi trường rèn luyện của câu lạc bộ chúng ta đúng không ạ sẽ giúp cho các anh chị ạ học cái cách làm sao để trở thành con người có thật nhiều giá trị có được những cái bộ tư duy niềm tin của những cái người thành công à, và học cái cách làm sao để để gì ạ các anh chị có thể sử dụng được cái con người phi thường bên trong của mình đó chính là sức mạnh và tìm sức mạnh tiềm thức và được hấp dẫn để các anh chị có thể đạt được những cái mục tiêu mà mình mong muốn và hướng dẫn là các anh chị giờ về những cái kỹ năng giúp cho các anh chị giờ kinh doanh cũng như là giờ trở uh, thành cái người bán hàng đỉnh cao những cái kỹ năng mà của những người thành công đó anh chị thì trong nhóm rèn luyện doanh nhân xuất chúng sẽ giúp cho anh chị trở thành con người có thật nhiều giá trị và cũng sẽ hướng dẫn cho các anh chị cái cách làm sao để dùng cái giá trị đó giúp đỡ cho thật nhiều người thỏa mãn được hai với anh chị nha tư duy rất rẻ cộng với giá trị mình trao cho thị trường thì bằng thu nhập của mình được không, anh chị ơi cho nên à, chương trình doanh nhân xuất chúng dành cho những anh chị nào chúng ta muốn gia tăng thu nhập của mình lên và kiến tạo cuộc đời ngoại hạng của mình được không ạ à? dành cho những anh chị em khát khao nên là các anh chị nào mà chúng ta khao khát được tham gia các anh chị có thể hỏi những người bạn của mình để được chia sẻ cái điều kiện tham gia anh chị nha. Ừm. Rồi rất là tuyệt vời Thì đó chính là nội dung mà tôi muốn chia sẻ các anh chị Trong buổi tối ngày hôm nay à, Rất là cảm ơn tất cả anh chị đã đồng hành cùng Tố Và câu lạc bộ trong buổi tối ngày hôm nay à, Và cái um, chương trình uh, Rèn luyện nhân nhân sẽ được diễn ra vào lúc uh, Chưa mai anh chị Cho nên các anh chị chúng ta hãy nhanh chóng hỏi những người bạn của mình Để mà mình tham dự nhé Được không? Rồi. rồi rất là tuyệt vời Xin chào hẹn gặp lại tất cả anh chị I love you, bye bye